có trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Sau gần 2 năm rời xa hàng ghế nhà trường, cô gái quyết định giả dạng trở lại là một cô nữ sinh cấp 3, đột nhập vào trường cũ để thăm lại thầy cô. Mang trên vai một chiếc ba lô nặng trĩu nhưng không hề có sách vở bên trong, mà thay vào đó là những món quà nho nhỏ gửi đến thầy cô giáo. Sau khi bình yên ngồi vào lớp học, cô nữ sinh Pake cũng giả vờ ghi chép chép lại tất cả những bài học mà cô giáo đang giảng phía trên, đồng thời cũng hồi hộp chờ đợi xem khi nào thì bị lộ tẩy. Thế nhưng đến khi gần kết thúc buổi học, cô giáo mới chậm rãi đi xuống và lật mặt cô nữ sinh giả mạo trà trộn vào lớp học để thử lòng cô giáo. Chúc cô để im sao nè, con thái độ gì không? Đấy, cô biết rồi. Có những biểu hiện như nào? Chấp bài từ bấy giờ cô. Ai mà ngờ đâu chỉ là một hạt thóc trong tay của cô. Sau khi trao gửi những tình cảm yêu thương đến cô giáo cũng như chào hỏi các bạn khóa dưới, cô gái lại tiếp tục hành trình đi thăm một số thầy cô bộ môn khác, cùng mọi người hỏi chuyện hiện tại, ôn lại chuyện xưa, nhâm nhi đôi ba chén rượu để thêm gắn kết tình cảm thầy trò. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã không khỏi bồi hồi nhớ về những mong ước kỷ niệm xưa. Một số bình luận được mọi người để lại: tôi mà về trường chắc thầy cô không dám nhận học trò luôn quá. Học giỏi thì thầy cô nhớ, mà lười học như mình mà về thăm trường thì chắc các cô còn nhớ hơn. Thầy cô giáo cũ của mình, người thì mất, người thì về hưu, người thì bỏ nghề đi làm kinh tế hết cả rồi. Nhớ hồi đi học mà có mấy anh chị đi làm hay ra nước ngoài trở về trông ngầu lắm luôn ấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút để...